Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà có vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một siêu phẩm nhà phố với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, đang tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, sát bên Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà xây mới, sổ hồng hoàn công năm 2022, đã có sổ hồng sẵn rồi, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý anh chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp không gian bên ngoài căn nhà, mặt tiền, mặt chính. Và căn nhà này đang được anh chị chủ nhà giảm giá tới 1,5 tỷ đồng bán gấp thu hồi vốn. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn siêu phẩm nhà phố này chỉ còn 7 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng. Được chiếc nhà 5m đường bê tông, chuẩn bị đổ nhựa, khu nhà lầu đồng bộ 200 căn, rất là đẹp. Cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Lượng khoảng tầm 100 m thôi. Quý anh chị đang tìm mua nhà phố trên địa bàn quận Gò Vấp sát bên Lotte Mart kề bên trục đường Nguyễn Văn Lượng thì đây là một căn nhà phố rất là hợp lý. Nhà thiết kế với lớp cổng sắt bên ngoài, lớp cửa cổng, bên trong là khu vực gara đậu xe hơi 5m, có tới 2 phòng khách, một phòng khách trên tầng trệt và một phòng khách trên tầng lửng. Cũng như nhà mình thì tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế rất là đẹp, mẫu nhà phố hiện đại năm 2022. Khu vực không gian phòng khách số 1 thì quý vị có sofa, có những bức tường được ốp gỗ trang trí kết hợp với đèn led, có treo tranh và nhà có lửng nên không gian rất là thoáng và sáng, phía trên là đèn trần, đèn chiếu sáng và đèn thả. Một căn nhà phố đẹp tuyệt vời, hướng chính đông, phù hợp cho đại gia đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp không gian bên trong căn nhà phố ngang 4m2, độ dài lên tới 17m, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, ngay Lotte Mart, quận Gò Vấp. Và giá bán gia chủ đang giảm giá đặc biệt, giảm ngay 1,5 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ gia chủ chào bán với giá kẹt tiền thu hồi vốn chỉ là 7 tỷ 100 triệu đồng thôi, còn thương lượng nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng vào bên trong tham quan chi tiết căn nhà nhé. Bên ngoài thì quý vị sẽ có gara xe hơi và phòng khách. Phía sau sẽ là khu vực cầu thang ở giữa nhà với tay vịn gỗ sồi lan can làm bằng sắt và mặt đá hoa cương màu trắng. Phía bên trong khu vực cầu thang sẽ là không gian bếp với bàn ăn 6 ghế được gia chủ tặng kèm, kết hợp với tủ lạnh 2 cánh Toshiba. Tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ an cường. Khu vực phòng bếp thì có ốp gỗ trang trí, có đèn trần, đèn led và giếng trời cũng như là sân sau rất là tuyệt vời. Khu vực bếp thì mặt đá bếp màu trắng này, có kính bếp và có cả lò gây sóng cũng như là khu vực bồn rửa chén bát và khu vực giá kệ để chén bát. Phía sau cùng thì quý vị sẽ có giếng trời rộng với lavabo rửa mặt bên ngoài, với giếng trời được ốp gạch trang trí và vệ sinh dưới tầng trệt. Căn nhà này thì thiết kế với 6 phòng vệ sinh, khu vực tầng lửng có vệ sinh luôn nha quý anh chị ơi. Một căn nhà đẹp, xe hơi đậu trong nhà, thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp tặng kèm. Giá bán chỉ 7 tỷ 100 triệu đồng thì đây là một giá bán quá mềm mại cho những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những căn nhà sát bên Lotte Mart, quận Gò Vấp, kề bên khu dân cư Cityland. Di chuyển qua Bình Thạnh khoảng tầm 15 phút, đi về sân bay khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi. Vị trí quá đẹp, đắc địa, khu sầm uất đồng bộ 200 căn, đường thông bàn cờ, hẻm xe hơi 5m, xe hơi vào tận nhà và đậu trong nhà. Quý anh chị đang lên không gian tầng lửng, phòng khách số 2 thì khu vực này thì gia chủ có làm những tủ kệ sách, tủ kệ trang trí này, có một bộ sofa tặng kèm nữa và có cả vệ sinh cũng như là giếng trời ở khu vực phía sau. Một căn nhà rất đẹp, giá bán kẹt tiền, bán gấp, thu hồi vốn để chuyển công tác về Quảng Ngãi. Thì quý vị nào đang tìm mua nhà, đặc biệt là những căn nhà phố đẹp, hiện đại, sang trọng, nội thất cao cấp thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình mình. Thì quý vị đang tìm mua nhà hướng Đông Tứ Trạch trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, quan tâm đến căn nhà phố ngay Lotte Mart, đi bộ ra Lotte Mart chưa tới 5 phút thì hãy gọi cho Huy Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà và có tới 2 phòng khách cũng như là 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Khu vực không gian phòng khách trên tầng lửng được thiết kế và trang trí quá đẹp luôn nha quý anh chị. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng lên tham quan không gian các phòng ngủ. Nhà này thì gia chủ thiết kế với 4 phòng ngủ, đầy đủ nội thất kèm theo. Và chúng ta đang cùng Huy Hùng lên tham quan không gian 4 phòng ngủ nha mọi người. Quý anh chị xem thêm nhiều nhà phố trên địa bàn quận Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhớ đăng ký kênh YouTube của Hùng là Nhà đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12. Quý vị đăng ký kênh, bấm chuông và nhấn like để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán đẹp nhất bên mình chào bán nha. Khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía trước, quý vị sẽ có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, tủ áo, bàn trang điểm, tủ kệ sách,
máy lạnh, vệ sinh trong và cửa sổ cũng là cửa ra khu vực ban công mặt tiền chính. Đây là một mẫu nhà phố mà gia chủ xây theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2022, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp. Vị trí cũng khá là đắc địa, rất là gần với Bình Thạnh, kề bên là thành phố Thủ Đức. Di chuyển qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng tầm 20 phút và đi về sân bay thì rất là gần, chỉ khoảng tầm 10 phút thôi. Căn nhà này thì kề bên khu dân cư Cityland, siêu thị Lotte, siêu thị Emax và các trung tâm hành chính của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Không gian phòng ngủ số 2 thì quý vị sẽ đến với phòng ngủ với giường ngủ mét 8, chăn gao, gối đệm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh và bàn trang điểm cũng như là bàn làm việc, và mỗi phòng ngủ đều thiết kế cho mình một phòng vệ sinh trong. Phòng ngủ phía sau thì sẽ có cửa sổ ra giếng trời phía sau và bên trong đây là phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý anh chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp tại căn nhà bán với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Thiết kế bao gồm gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng dòng thờ và sân thượng trước sau cũng như là 6 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng chính đông và gia chủ đang giảm giá đặc biệt, giảm ngay 1 tỷ đồng, bán gấp thu hồi vốn, chuyển công tác về Quảng Ngãi. Gia chủ đang chào bán chỉ còn 7 tỷ 100 triệu đồng thôi, còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và không gian phòng ngủ số 3 thì quý vị thấy nó cũng giống phía dưới, chỉ khác trang trí một tí xíu thôi. Và mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong. Phía dưới sàn thì ốp gạch giá gỗ. Và ngoài ban công thì quý vị sẽ có ban công mét 2 với lan can cao, cây xanh bên ngoài rất là đẹp và tuyệt vời. Phía trên trần thì có ốp nhựa trang trí, có đèn chiếu sáng, đèn LED. Và đặc biệt căn nhà phố mình thì vào buổi tối thì phải nói là cực kỳ lung linh với những ánh đèn rất là đẹp và tuyệt vời. Quý anh chị đang tìm mua nhà đẹp giá rẻ để vừa ở vừa đầu tư cho thuê bán lại sinh lời thì đây là một sản phẩm mà gia chủ đang kẹt tiền bán với giá gốc, bán giá thu hồi vốn. Giá bán này thì chẳng có lời đâu nha quý anh chị, thì do gia chủ chuyển công tác nên là cần bán lại căn nhà với giá mềm như thế này thôi, chứ giá thực tế của nó trước đây nhà đất đi Hùng chào bán là 8 tỷ 600 triệu đồng nhá, bây giờ thì chỉ còn 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Giá bán quá mềm, nhà thiết kế với 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất. Và quý vị mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi, rất là tuyệt vời. Và nhà thì thiết kế rất là đẹp, mẫu mới nhất năm 2022. Và trên cùng quý vị sẽ đến với không gian của phòng thờ này quý vị. Trên đây thì gia chủ có làm sẵn cho mình không gian phòng thờ nhỏ nhỏ ở đây. Thì quý vị chỗ này chúng ta thờ cúng nhé. Và phía sau thì quý vị sẽ có sân thượng sau, khu vực không gian phòng giặt đồ, phơi đồ. Sân thượng sau ở đây thì gia chủ có rào chắn bên trên rồi và chưa có lập mái thôi. Thì quý vị mua về thì chúng ta chỉ cần lập mái lại và giặt đồ phơi đồ ở đây. Ở ngoài đây thì gia chủ có làm cho khu vực để chúng ta để máy giặt này, có khu vực cấp và thoát nước, trên thì có bồn nước và năng lượng mặt trời. Và bên ngoài cùng quý vị sẽ đến với một khu vực sân thượng phía trước khá là đẹp và sang trọng, có những cái lam để chúng ta treo lan, có bộ bàn ghế sắt hai ghế để chúng ta ngồi chơi trên khu vực sân thượng mỗi khi mà chúng ta lên khu vực sân thượng của căn nhà nhé. Vị trí căn nhà thì rất là gần với Lotte Mart quận Gò Vấp, đi bộ chưa tới 5 phút. Cách Lotte Mart chỉ khoảng tầm 100m thôi. Quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, quan tâm đến căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 17m, đang giảm giá tới 1 tỷ đồng bán gấp. Giá bán bây giờ chào bán chỉ còn 7 tỷ 100 triệu đồng. Thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Nhà đất đi Hùng còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị chúng ta tham quan và chọn lựa. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để bên em tư vấn và dẫn đại gia đình mình đi xem nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.